Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật cùng anh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chữa đề thi GPT N2 đề tháng 12 năm 2017, phần thi Mojigui. Đầu tiên là môn đai 1, môn đai cách đọc của Hán tự này. Câu 1. Kire ni totonoeta kami ga nanani shimatta. Chúng ta thấy Hán tự được gạch là chữ loạn. Như vậy chữ loạn sẽ được đọc là Midarete ở dạng thể T đúng không? Đúng ở đây sẽ là 1 nhá. Midareru có nghĩa là hỗn loạn, rối loạn. Khi mà đi với từ kami là tóc thì có nghĩa là tóc bị rối đấy. Tóc tôi đã chỉnh gọn gàng rồi vậy mà lại bị rối này. Các từ còn lại chúng ta có số 2 là kuzurete. Đây là chữ băng. Có nghĩa là sụp đổ vỡ này. Tsuburete. Tsuburete là chữ hỗn, là bị nghiền nát, bị làm bẹp. Yogorete là chữ ô, có nghĩa là bẩn. Chữ loạn này thì còn có cách đọc khác ở dạng tha động từ, đấy là gì nhỉ? Midasu là làm rối loạn này, và âm onyomi là dan nhé. Ví dụ trong từ kondan, hỗn loạn. Câu số 2. Kakari wa nani nani ni tayo shite kureta. Người phụ trách đã đối ứng, đã xử lý một cách Hán tự của chúng ta là chữ nhu và chữ nhuyễn. Như vậy nhu nhuyễn đọc là gì nhỉ? Junan. Các bạn đúng là số 3, sam bằng. Có nghĩa là linh hoạt đúng không? Khéo léo. Người phụ trách họ đã ứng xử, họ đã xử lý một cách rất là khéo léo, linh hoạt. Các bạn có chữ đầu tiên là chữ nhu. Đấy, chữ nhu này, cái chữ này có âm kunyomi là Yawarakai. Đây. Yawarakai. Tương tự chúng ta cũng có chữ nhuyễn cũng đọc như thế luôn. Yawarakai. Âm ghép thì chữ nhu đọc là ju. Ví dụ ngoài cái từ này ra chúng ta còn có trong từ gì đấy nhỉ? Trong từ judo là võ judo. Chữ nhuyễn là nan, ví dụ trong có từ nan tai này, nhuyễn thể, mấy cái loại động vật thân mềm ấy. Các từ còn lại ví dụ chúng ta có số 1 nhá, một là jiuketsu, chúng ta sẽ có chữ sung và chữ huyết này, sung huyết, chảy máu này, hay là gì nhỉ? Chữ hán của từ jiunan là chữ thụ và chữ nạn, có nghĩa là gặp khó khăn. Câu 3 là Hyomeo nanyani de yaite kudasai. Các bạn thấy đều là hai chữ của N5. Nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao lại N2 lại hỏi những chữ của N5 như thế này. Thì người ta vẫn hỏi đấy. Những cái chữ ở cấp dưới, chẳng hạn như là N1 vẫn có hỏi những từ của N3, N2, N4, N5. Nhưng mà cái cách đọc ấy, nó sẽ khác. Nó sẽ là những cái từ mà các bạn sẽ dễ bị nhầm. Chẳng hạn như các bạn thấy là hai chữ Hán đặt cạnh nhau như này, các bạn sẽ nghĩ đọc là âm onyomi, đọc thành kyo cả đúng không? Nhưng mà không phải nhá. Từ này đọc là zyobi. Đúng ở đây sẽ là đáp án số 4. Nó sẽ đọc theo kiểu âm kunyomi cho cả hai từ, đồng thời là cái chữ khi đằng sau bị biến âm thành bi. Đấy. Như vậy đúng ở đây sẽ là số 4 này. Có nghĩa là lửa mạnh, lửa lớn. Hãy nướng mặt ngoài, có thể đây là nướng thịt đấy đúng nhỉ, bằng lửa mạnh. Từ đầu tiên đọc là kyo cờ. Kyo cờ chúng ta sẽ chữ Hán là chữ cường và chữ hóa, có nghĩa là tăng cường, đẩy mạnh, củng cố. Kyo cờ hay là kyo bi không phải nhá, đúng đây sẽ là kyo bi. Câu số 4 này. Soreo hitori de nani nani no taihen so da. Hán tự của chúng ta sẽ là chữ bão. Chữ này sẽ đọc âm kunyomi là kakaeru. Các bạn sẽ khoanh đáp án đúng là số 2 là ôm. Cái việc một mình ôm cái điều đó, cái chuyện đó ấy, có vẻ rất là khổ sở. Kiểu như là một cái vấn đề phiền toái phiền phức nào đó mà một mình ôm đồm, không có nói cho người khác biết đúng không? Dùng cái từ kakaeru này. Cái chữ này sẽ có khá là nhiều âm kunyomi. Đầu tiên là đa cự này,
Đa cự là ôm. Ôm này dùng kiểu như là ôm vai để ôm người. Đọc là y đa cự. Y đa cự ôm ấp đúng không? Ôm ấp ấp ủ. Cà cai rự là cà cai rự. Đấy. Ôm giữ. Số 1 tsukamaeru. Tsukamaeru là chữ bổ nghĩa là bắt. Osaeru chúng ta có chữ chữ ức đúng nhỉ? Trong từ ức chế đè nén hoặc là chữ áp ấn đẩy này. Sasaeru là chữ chi chống đỡ, nâng đỡ. Câu số 5 Arubaito no nanani ga atta no de obo shita. Chúng ta có chữ Hán là chữ cầu và chữ nhân. Chữ cầu sẽ đọc có trường âm, như vậy các bạn sẽ loại ngay được số 3 và số 4 là không có trường âm. Vấn đề là kyunin hay là kyujin thì chúng ta sẽ có cái chữ cầu nhân này đọc là kyujin. Đúng rồi, đây, ở đây sẽ là đáp án số 2. Có nghĩa là tuyển người bởi vì gì nhỉ? Bởi vì có tuyển người làm thêm cho nên là tôi đã ứng tuyển. Chữ cầu có âm kunyomi là Motomeru. Đây, Moto trong Motomeru có nghĩa là mong cầu tìm kiếm, âm ghép là Q. Ngoài chữ này ra chúng ta còn có nhiều từ khác, ví dụ như là từ Yokyu này, yêu cầu này, đúng không? Hay là Yokyu. Yokyu có nghĩa là cái sự khao khát, cái sự mong muốn. Chữ nhân thì rất là nhiều cách đọc, một Hán tự đơn giản nhưng mà đọc là jin, nin, hito, bito rồi nhiều trường hợp khác nữa. Các bạn có thể về xem thêm lại những cái chữ Hán mà mặc dù sơ cấp nhưng mà người ta sẽ hỏi kỹ ở những cái cấp cao hơn. Chúng ta sang môn đài số 2, đó là môn đài nhận diện. Cách viết kanji đúng của từ hiragana cho trước. Câu số 6 này. Watashi wa daigaku ni jaiseki shiteru. Tôi đang Daiseki nhờ ở trường cao học thì chúng ta sẽ cần chữ Hán là chữ tại và chữ tịch đúng không? Vậy thì chữ nào là tại tịch nhỉ? Số 1 chúng ta có đây là chữ thải. Thải trong từ thải dụng sayo nghĩa là tuyển dụng đấy, không phải này. Một là bị sai chữ đầu tiên. Số 2 là chữ tại và chữ đằng sau là chữ chữ bộ. Bộ hay trong tiếng Việt mình đọc đọc lái thành bạ trong danh bạ đấy. Ví dụ từ mê bộ. Này. Mê bộ là danh bạ danh sách. Không phải nhá, bị sai từ số 2, trông nó cũng hơi hơi giống. Từ số 3 là đúng rồi, chữ tại và chữ tịch đúng nhỉ? Tại tịch này có nghĩa là đang trực thuộc ở đơn vị đó, ấy, ở trường hoặc ở công ty. Tôi thì đang gì nhỉ? Đang học ở trường cao học. Từ số 4 là sai cả hai chữ, không chính xác, loại. Tiếp theo câu số 7. Đây là một câu hỏi về âm kunyomi. ここでは係員の指示に従ってください。Ở đây ấy thì hãy làm theo cái chỉ thị của người phụ trách thì chúng ta sẽ cần cái chữ gì? Đọc là shitagatte. Số 1 Hán tự là chữ duyên, đọc là âm kunyomi là so. So thì chia thể t sẽ là so t. Không đúng này, số 2 là chữ tòng tùng. Đúng rồi. Đáp án là nhì bằng. Các bạn đã rất là quen thuộc với ngữ pháp Nishitagate có nghĩa là cùng với càng càng rồi đúng không? Số 3 là chữ bạn. Này phải là Tomonate mới đúng. Và chúng ta có số 4. Số 4 là chữ lại. Nó sẽ được là Tayote đúng nhỉ? Nếu mà để dưới dạng thế T như này là Tayote. Còn nếu mà để dưới dạng là đây sẽ là Tanonde. Cả nô mự. Tiếp theo câu số 8. Kono kuni wa fukushi ga jujitsu shiteru. Chúng ta có từ được gạch chân là từ fukushi, chúng ta sẽ cần chữ Hán là chữ phúc và chữ chỉ có nghĩa là phúc lợi xã hội đấy. Như vậy chúng ta sẽ thấy có số 1 là chữ gì nhỉ? Đây là chữ phó. Chữ phó và chữ sĩ không chính xác.
Số 2 là chữ phó và chữ chỉ, không phải. Số 3 là phúc và sĩ, không phải. Vậy đúng là 4 đúng không? Hán tự là phúc và chỉ, nó không ghép phúc với lợi nhé, mà nó là chữ phúc và chữ chỉ ghép với nhau mà nghĩa là phúc lợi. Ở đất nước này thì cái chế độ phúc lợi rất là trọn vẹn, rất là đầy đủ này. Câu số 9. Dio Hakoshite Morata. Tôi đã được người ta phát hành, tôi đã được người ta in cho phát thành cái Rio Shusho, chúng ta biết là hóa đơn. Vậy thì hán tự sẽ là chữ gì nhỉ? Chữ lãnh, chữ thu, chữ thư đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ chọn mấy đây? Một là lãnh, thu, thư, đúng rồi. Hóa đơn. Số 2 là liễu, không phải liễu nhá, mà phải là lãnh. Số 3 là tu, là không phải, phải là thu. Và 4 là sai hai chữ. Câu số 10 này. Zenryoku de hashitta no de ikiga araku natta. Bởi vì tôi đã chạy với tất cả sức lực của tôi cho nên hơi thở đã trở nên araku. Arai, chúng ta có từ arai mà nghĩa là gấp, dốc đúng không nhỉ? Hơi thở trở nên dốc, thở gấp. Vậy thì chúng ta cần chữ nào? Chữ hoa đúng không? Như vậy ở đây phải là sambang. Mình chính xác. Từ đầu tiên, từ số 1 ấy, từ này nó không tạo ra tính từ, từ này nó là động từ, có động từ là abareru. Đây, abareru có nghĩa là thô lỗ, thô bạo. Từ số 2 là chữ khích. Từ này thì có dạng tính từ nhưng mà nó là dạng tính từ đuôi là si, hageshi. Từ số 4 là chữ tạp, không tạo ra dạng tính từ âm cư đúng không nhỉ? Nó có dạng tính từ đuôi na là giá chữ na ấy, là tạp nham. Đúng, đây sẽ là số 3 nhé. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 3, môn đai Go Kc. Câu số 11 này. Eki no kitagawa ni wa jutaku nanani ga hirogatte iru. Người ta cho sẵn từ jutaku và chúng ta sẽ phải tìm từ nào? Wa cự này, kai, men và gai. Chắc chắn là đi với từ jutaku ở đây sẽ phải là jutaku gai đúng nhỉ? Các bạn khoanh 4 nhé. Nó là cái cụm này có nghĩa là khu dân cư. Ở phía bắc của ga ấy thì khu dân cư nó đang mở rộng. Cái chữ đầu tiên là chữ khung. Chữ khung này thì nó hiếm khi tạo ra dạng từ ghép. Đấy, nó chỉ có những cái từ chẳng như là Mado wa cự là khung cửa sổ này, hay là wa cự gumi đấy là cái khung tổ chức. Số 2 thì có tạo ra những cái từ ghép. Thông thường nó sẽ đứng ở sau các từ để tạo ra dạng mang nghĩa là giới. Chẳng hạn như là chúng ta có từ keizai kai này, giới kinh tế đúng không? Seiji kai, giới chính trị đúng nhỉ? Hay là gì nhỉ? Hay là giới điện ảnh này, Egakai, giới làm phim đấy. Hay là Shizenkai là giới tự nhiên. Từ số 3, số 3 là chữ diện. Chữ diện cũng có tạo ra dạng thức từ ghép. Nó sẽ mang nghĩa là cái khía cạnh đó, ví dụ như là Seishinmen, có nghĩa là cái khía cạnh tinh thần, cái mặt tinh thần. Keizaimen là khía cạnh kinh tế, mặt kinh tế này. Hay là chúng ta có từ anzenmen là mặt an toàn, phương diện an toàn. Minasmen là cái mặt tiêu cực. Số 4, chữ gai đúng nhỉ, chữ nhai. Nó sẽ có trong một số từ như là từ gì nhỉ? Shotengai, cái từ này chắc các bạn sẽ quen thuộc hơn từ dưới tác từ gai. Shotengai này là cái khu phố mua sắm này, hay là shopping gai này cũng tương tự như là Shotengai nhé. Đấy, Jiutakugai là khu dân cư, hay là từ gì nhỉ? Onsengai. Đấy, vân vân. Câu số 12. Shiryo miruto suchi ni nanani segaku na tokoro ga atta. Sau khi nhìn vào tài liệu ấy thì có cái chỗ nó ở mặt chỉ số, các bạn thấy là người ta để là chữ phủ này,
chữ bán, chữ phi và chữ bất thì chắc chắn nó sẽ mang nghĩa phủ định. Vậy thì đi với lệ chính xác sẽ là gì nhỉ? Phư xê các cử đúng không? Chúng ta sẽ chọn là yôm bằng. Chữ phủ ấy nó hiếm khi đứng tạo ra dạng từ ghép ở gô kê xê như này nhá. Chữ bán cũng vậy. Ở đây có hai từ hay dùng đó là chữ bất và chữ phi. Thì chữ phi chúng ta sẽ có trong một số từ chẳng hạn như là gì đây nhỉ? Hijoshiki này, là không biết kiến thức thông thường này, hay là không chính thức này, hikoshiki, hikokai không công khai, vân vân. Chữ bất ấy sẽ được đọc theo hai kiểu là phư và bư. Ví dụ đọc là phư chúng ta có một số từ chẳng hạn như là phư xê các cự, đây thì không nói rồi. Một số từ khác ví dụ chúng ta có từ phư chiêu y này là bất cẩn không chú ý này đúng không, phư kê kỳ là suy thoái kinh tế này, hay là phư kỳ số cự là không có quy tắc sinh hoạt vô độ ấy, có từ phư kỳ số cự này. Đọc là bư cũng có nhé các bạn nhé, đọc là bư. Ví dụ chúng ta có từ bư kiyo có nghĩa là vụng về không khéo léo, hay là từ bư sa hô là không theo quy tắc gì cả. Tiếp theo chúng ta có câu 13. Kono ryo ri wa yasai ga oku nanani kalori da. Cái món ăn này nhiều rau và cái calo làm sao? Các bạn thấy đều là cái từ mang nghĩa thấp đúng nhỉ? Gồm có nhược này, đê này, hạ và khuyết. Thì chắc chắn là đi với từ calori. Nó phải là thê calori đúng không? Chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là số 2. Chúng ta sẽ có khô calori là lượng calo cao và thê calori là lượng calo thấp. Nó sẽ đi cố định với nhau nhé. Chữ nhược thì không tạo từ ghép ở dưới dạng gô kê xê. Chữ hạ có tạo ra từ ghép. Chữ hạ chẳng hạn như là một số từ như sau nhé. Khi mà chữ hạ đứng sau một từ nó có nghĩa là dưới sự. Ví dụ như là candy cả là dưới sự quản lý này. Đấy. Hay là si hai cả dưới sự và chi phối. Hay là gì nhỉ? Senryo cả là dưới sự chiếm lĩnh. Đấy. Chữ D thì cũng có tạo ra từ ghép, ngoài từ calorie này còn khá là nhiều từ khác. Ví dụ các bạn có từ TDB là cái cấp độ thấp, hay là các bạn có từ TKK cự là cái giá giá thấp giá rẻ, T kiệt sự cho dưới đi, T kiệt sự là huyết áp thấp, hay là T kiệt sự là khí áp thấp, vân vân. Để làm được cái môn đây này thì bắt buộc là chúng ta phải làm nhiều và nhớ chứ không có cách nào hết. Nhiều bạn là đi nhớ theo quy tắc nhưng mà thực ra nó cũng chẳng có quy tắc nào đâu, cái này buộc là chúng ta gặp thì chúng ta nhớ thôi. Tiếp theo sang môn đai số 4 là môn đai từ vựng. Câu số 14 này. Kenko no tame ni wa eiyo no nanani ga ii shokuji o toru koto ga taisetsu da. Balance, rhythm, vitamin và energy. Chúng ta thấy ở phía trước người ta nói là vì sức khỏe này thì việc ăn những bữa ăn mà có cái dinh dưỡng làm sao đó. À chúng ta thấy ở đây có từ eyo đúng không? Vậy eyo hợp lý nhất sẽ là những món ăn có sự cân bằng dinh dưỡng. Vậy phù hợp nhất ở đây của chúng ta phải là đáp án số 1, balance đúng nhỉ? Đấy. Còn những cái từ còn lại thì nó không phù hợp, đi với dạng là eyo no nhá. Đi dư mự là nhịp điệu này, hay là vitamin là vitamin, energy là năng lượng thì nó sẽ không đi với lại eyo no như thế. Đúng đây phải là số 1, gần như là một cụm cố định với nhau. Vì sức khỏe thì cần thiết phải có những bữa ăn mà có cái sự cân bằng dinh dưỡng. Câu số 15. Shiyaku sho ni wa sōon nado no megaku koi ni taisuru nanani ga yoseraru. Các từ người ta cho ở đây gồm có từ số 1 là từ kujo này, từ số 2 là akui này, từ số 3 là fuben, từ số 4 là tanan.
Chúng ta thử xem ở câu trên người ta viết cái gì nhá. Này, tới tòa thị chính đúng nhỉ? Đấy, có cái gì đó được gửi tới tòa thị chính. Đấy, những cái gì đó đối với hành vi làm ồn. Đấy, đây so ồn này, những cái tiếng ồn hay là hành vi gây khó chịu cho người khác ấy, thì đây chúng ta lưu ý có thứ nhất là so ồn, thứ hai là mê quá cụ cô, đều là những cái khó chịu đúng không? Đấy, thì gần như là bốn cái nghĩa, bốn cái từ này nó đều mang nghĩa hơi tiêu cực, mang nghĩa khó chịu rồi. Vấn đề ở đây nó còn có cái từ gọi yosê đà đê đự, thì ở đây chỉ có duy nhất thằng đi với lại yosê đự là thằng cư rồ đúng nhỉ, chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là số 1, có nghĩa là than phiền phàn nàn. Những cái lời than phiền, những cái lời phàn nàn ấy đấy được gửi đến tòa thị chính, chẳng hạn như là họ dùng điện thoại họ gọi đến đúng không, họ viết thư đến, họ gửi email đến chẳng hạn. Đấy, những cái lời phàn nàn, những cái lời than phiền được gửi đến tòa thị chính, đó là những cái lời phàn nàn với cái việc, với những cái hành vi gây phiền toái cho mọi người, hay là những cái hành vi gây ra tiếng ồn đấy. Đúng, đây sẽ là số 1 nhá. Từ số 2 là chữ ác ý, nó có nghĩa là gì nhỉ? Nó có nghĩa là khiến người khác khó chịu đúng không? Đấy, mang cái sự không thoải mái. Thì thông thường cái từ ác ý này nó hay đi với dạng thức, chẳng hạn như là Akuyo, y đa cự này, đấy, ôm mang cái sự ác ý, hay là Akuyini Michiru, ngập tràn cái sự ác ý, chứ nó không có Akuyo Yoseru. Số 3 là phư bên, từ này rất quen thuộc rồi, có nghĩa là bất tiện, nó chính là bên đi dạo này. Tanan là Konan ga oi koto, là nhiều khó khăn thì nó không liên quan lắm đến cái câu này. Đúng, đây phải là số 1 này. Câu số 16. Koko wa sakura no nanani de haru ni naru to ose no hanami kyaku ga otozureru. Chúng ta thấy các từ người ta cho, thứ nhất đó là từ yosho. Yosho có nghĩa là nơi quan trọng, nó chính là kiểu như là Jiuyo na basho, Jiuyo na tokoro. Từ số 2 là từ Meisho, chính là Yume na basho, Yume na tokoro, là cái nơi nổi tiếng, danh lam thắng cảnh. Từ số 3 là Jichi, Jichi chính là Jisai no tochi đúng nhỉ? Đấy, thực địa có nghĩa là cái địa điểm thực tế. Và số 4 là Genba, Genba là hiện trường, có thể là hiện trường của vụ án, hiện trường của tai nạn, hoặc là hiện trường thi công. Đấy, cái nơi sản xuất cũng dùng từ game bar. Thì ở đây các bạn thấy bối cảnh là du lịch đúng không? Chúng ta thấy có xuất hiện từ gì nhỉ? Xuất hiện cái cụm gọi là nhiều khách ngắm hoa đến thăm này, hay là có Sakurano này, phù hợp nhất ở đây phải là số 2, Meisho là chính xác. Có nghĩa là đây là cái nơi nổi tiếng về hoa anh đào. Đấy, và cứ mỗi mùa xuân đến ấy, thì rất là nhiều khách du khách ngắm hoa đã đến đây. Không phải là nơi quan trọng nhé, cái Kyosho là như kiểu là nơi quan trọng trong việc sản xuất một cái gì đó, hay là quan trọng trong kinh tế rồi thì quân sự vân vân, nó không phải liên quan đến cái du lịch đấy, thực địa hay là hiện trường thì không đúng rồi, đúng nhất phải là số 2. Tiếp theo câu số 17 này, chúng ta có Densha ni okure so datta ga nanen nani ma ni atte nan toka noreta. Có vẻ như là tôi suýt nữa là tôi đã bị muộn tàu điện, nhưng mà tôi lại kịp và tôi lên được. Ở đây chúng ta thấy có gì nhỉ? Có ma ni atte, chắc chắn chúng ta sẽ phải dùng là giri đúng không? Có nghĩa là sát nút. Đấy, vừa khít. Không phải là tôi đến sớm và tôi lên kịp, mà là gì nhỉ? Mà là ngay cái trước lúc nó khởi hành ấy, đấy, tôi đến kịp, kiểu như vậy, dùng từ đi. Các từ còn lại, ví dụ từ đầu tiên Batari, Batari cũng nghĩa là bất ngờ hoặc là ngẫu nhiên, đấy, có hai nghĩa như vậy nhá. Ví dụ như là bất ngờ, chẳng hạn như là gì nhỉ? Bất ngờ gặp lại này, Batari đấy, bất ngờ hoặc là ngẫu nhiên gặp lại một ai đó này, có thể dùng cái cụm từ này.
hoặc là nó có thể dùng như một cái từ để diễn tả âm thanh đấy. Quỳnh chẳng hạn như là bạc ta đi tô tao đê đự, có nghĩa là đổ quỳnh một cái, đổ ầm một cái gây ra tiếng động lớn ấy, thì sẽ dùng cái từ này. Từ số 2 gsri là say sưa, nó thông thường đi từ nề mưa đức, có nghĩa là ngủ ngon, ngủ say. Đi 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 là sát nút, ngoài cái dạng thức đi với lại mania có nghĩa là kịp sát nút ấy, các bạn còn có thể dùng với lại dạng thức khác chẳng như là ghi đi, nó có thể dùng như một tính từ na nhé. Ghi đi ghi đi na dô tài là cái trạng thái mà vừa khít vừa vặn, và gara gara là gì nhỉ, có nghĩa là khi dùng để diễn tả âm thanh ấy thì nó có nghĩa là ầm ầm đấy. Còn khi mà diễn tả trạng thái thì nó mang nghĩa là vắng vắng vẻ, vắng tanh, vắng ngắt, ít người, chẳng như là gara gara no densha là cái tàu điện mà vắng tanh vắng ngắt, không có khách ở trong ấy sẽ dùng. Thì đúng đây nhất phải là đi 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 với maniate. Câu số 18, kono shigaku o motteru to shu shoku ni nani nani ni naruto kita. Tôi đã nghe được rằng là nếu mà mang cái, nếu mà có cái tư cách, cái bằng cấp này ấy, thì sẽ làm sao đó cho cái việc mà tìm việc. Các bạn từ người ta cho từ đầu tiên là từ senchaku. Senchaku có nghĩa là đến trước, saki ni tsuku koto, không phải đúng không? Từ số 2 là hyūsen là ưu tiên. Từ số 3 là kyōryoku, mạnh mẽ này, có sức mạnh. Và từ số 4 là yūri, hán tự là hữu lợi, có nghĩa là có lợi thế. À, đúng nhất ở đây sẽ là số 4. Có nghĩa là khi có cái bằng cấp này, đúng không? Khi có cái giấy tờ này ấy, thì sẽ có lợi thế cho cái việc tìm việc. Chẳng hạn như là các bạn nào mà có bằng N1, N2 thì chắc chắn là nó sẽ lợi thế hơn rất nhiều so với các bạn mà không có, hoặc là những cái bằng thấp hơn rồi, hoặc là những bạn có bằng đại học, những bằng chuyên môn chẳng hạn, bằng lái xe vân vân. Thì trường hợp này chúng ta phải dùng từ yuri là phù hợp nhá, nó sẽ là yuri ni naru. Đấy, các bạn có thể nhớ luôn cái cụm cố định đó là n này, ni yuri ni naru, có nghĩa là có lợi thế trong cái việc n thì là phù hợp nhất, còn lại những cái còn lại thì không chính xác. Tiếp theo câu 19. Câu 19 chúng ta có các động từ phức đúng không? Ano seijikawa kisha kaiken ni genki na yosu de arawarete genki da という uwasa o. Cái chính trị gia kia ấy đã xuất hiện với một cái dáng vẻ rất là khỏe khoắn tại cuộc gặp mặt là phóng viên, và cái tin đồn là bị bệnh, các bạn thấy là về trước đang là gì đấy, xuất hiện với vẻ mặt, với dáng vẻ là khỏe khoắn đúng không, đây là gì nhỉ, đằng sau lại có cái tin đồn bị bệnh, vậy thì chắc chắn nó phải là phủ định, phủ nhận cái tin đồn là ông ấy bị bệnh đấy, ông bà bị bệnh. Vậy thì chúng ta sẽ xem cái từ nào là phù hợp. Từ đầu tiên là ide kaeru, từ này mang nghĩa là thay đổi, chẳng hạn như là thay đổi thành viên member này, hoặc là thay đổi tâm trạng, cảm giác, kimochi đúng không? Không phù hợp. Từ số 2 là uchikeshita, có nghĩa là phủ nhận, xóa bỏ, đúng rồi. Nó sẽ đi với từ uwasa nhá. Đúng đây sẽ phải là số 2. Là chính xác. Ngoài từ uwasa ấy, từ này nó còn có thể đi với một số dạng thức khác, một số từ khác chẳng hạn như là phủ nhận cái bác bỏ cái phát ngôn này, đấy. Hoặc là gì nhỉ? Cái tin vịt này, đêm ạ. Từ đêm ạ nó cũng gần như từ uwasa, có nghĩa là cái tin vịt, cái tin đồn nhảm. Từ số 3 là oi guys là gì nhỉ, đuổi về, đuổi đi đấy, nó thường là dùng đuổi người, khi tố đuổi một ai đó. Và từ số 4 là sashihita là khấu trừ, thông thường là dùng để chỉ là khấu trừ tiền, chẳng hạn là tiền thuế chẳng hạn, jekyo sashihi cự có nghĩa là đã trừ tiền thuế. Không chính xác, đúng nhất phải là số 2. Câu 20. Câu 20 là một câu về tính từ đuôi y. Kaimono ni iku no ni
Saifu wa suretashimau to Yamaguchi-san wa hontou ni nanne ni hito da. Người ta cho cái câu là gì đấy? À, đi mua sắm đúng không? Đấy, đi mua sắm vậy mà lại quên ví. Thì cái cậu Yamaguchi này là một người thật làm sao? Từ đầu tiên nhé là từ tanomoshi. Tanomoshi nó là đáng tin cậy, chắc chắn là không đúng rồi. Từ số 2 là sozoshi là gì nhỉ? Ồn ào, không đúng. Cái sắc thái nghĩa là không phải. Atsukamashi là trơ trẽn mặt dày, không phải. Vậy thì chắc chắn là chỉ còn 4 là phù hợp đúng không? À, sosokashi. Sosokashi có nghĩa là hấp tấp, vội vàng. Nó phù hợp nhất với bối cảnh đúng nhỉ? Đi mua sắm mà lại quên mang ví. Đấy. Chúng ta sẽ lựa chọn 4 là chính xác. Tiếp theo sang môn đài 5 là môn đài từ đồng nghĩa. Câu 21. Oku no hito ga ano senshu no koto o ima mo kiyoku shiteiru. Rất là nhiều người đến bây giờ vẫn đang, Hán tự của chúng ta là chữ ký, chữ ức. Đấy. Đang ký ức có nghĩa là đang ghi nhớ đúng không nhỉ? Nhiều người đến bây giờ vẫn đang nhớ về cái vận động viên đó. Đấy, chẳng hạn như vận động viên nổi tiếng bóng đá như là Ronaldo hay là Pele chẳng hạn. Thì ở đây chúng ta sẽ lựa chọn từ nào mang nghĩa là ghi nhớ đây. Từ số 1, từ này là Shinpai shite có nghĩa là lo lắng này. Không phải. Từ số 2 là Katatte là kể về. Họ nhớ nhưng chưa chắc đã phải là Kataru nhé. Không đúng. Số 3 là Oboete. Nhớ về đúng rồi. Số 4 là Oenshite là ủng hộ. Đúng đây phải là số 3. Oboete. Câu 22. Mura-san wa fuhe bakari iteru. Hán tự của chúng ta là chữ bất và chữ bình. Cái cậu Mura này chỉ toàn nói những điều bất bình. Những điều bất bình là những điều như nào? Cảm thấy bất mãn, khó chịu, không hài lòng đúng không? Thì chúng ta sẽ xem từ nào phù hợp nào. Câu 1 là mông cự. Mông cự là phàn nàn, than phiền, có vẻ như là giống như là phư he rồi đây. Từ số 2 là jodan. Jodan là đùa cợt, đùa bỡn, không phải. Số 3 là uso là nói dối. Và số 4 là jimang. Jimang có nghĩa là tự mãn, tự kiêu. Đúng đây phải là ichi nhá. Mông cự và phư he là đồng nghĩa với nhau. Tiếp theo, câu 23. Anna koto iwareta ra dare datte mukatsuku yo. Bị nói những điều như thế thì dù là ai chăng nữa cũng cảm thấy mukatsuku. À, mukatsuku là nổi đoá đúng nhỉ? Nổi giận, đấy, tức giận. Như vậy phù hợp của chúng ta phải là số 1. Là gì nhỉ? À, okoru. Nổi giận này, số 2 là odoroku là giật mình, ngạc nhiên. Komaru là khó khăn, bối rối. Và số 4, kogaru là sợ hãi. Đúng đây phải là một nhá. Cái này các bạn không thể đoán được nghĩa. Bởi vì là thấy cái nào cũng phù hợp đúng không? Cái này chỉ trừ khi chúng ta biết được cái từ mukatsuku nghĩa là gì thì chúng ta mới chọn được. Đấy. Tiếp theo chúng ta có câu số 24. Câu 24 là Takashi-san ga anna ni katte na hito da to wa omowanakatta. Đó là tôi đã không hề nghĩ rằng Takashi lại là cái người mà tùy tiện thế. Tức là trước giờ tôi chưa từng nghĩ như vậy, nhưng mà có một điều khiến tôi nhận ra điều đó, khiến tôi biết được anh ta lại là người như thế, thì dùng cái dạng thức tòa omoanakata như này. Katena là tự tiện tùy ý đúng không, ích kỷ. Chúng ta xem từ nào nhé. Từ đầu tiên là Ijiwaru na có nghĩa là xấu tính, xấu bụng, không phải, không đồng nghĩa với lại katena, mặc dù là đều mang nghĩa hơi tiêu cực đấy, nhưng mà nó sẽ không phù hợp lắm. Hai là wagamama, đúng rồi, có nghĩa là ích kỷ này. Số 3 là nasakenai là thảm hại, đáng thương hại, không phải. Darashinai là luộm thuộm bê tha, không đúng. Câu cuối cùng của phần từ đồng nghĩa. Konkai no ken wa mare na re desu.
Cái vụ việc lần này là một cái trường hợp mà ma đê là gì nhỉ? Hy hữu hiếm có, từ này nó có hán tự nha các bạn nhé. Đây. Hán tự là chữ hy luôn đấy. Vậy thì từ trường hợp nào đồng nghĩa với từ này? Chúng ta cùng xem từ đầu tiên. Phức giác sự là phức tạp. Không phải. Vô cơ tự là thường có, thường thấy. Thường có, thường thấy thì không thể đồng nghĩa với hy hữu được đúng không? Hồ tôn đồ nai là hầu như không có. Đúng rồi. Hầu như không có chính là hy hữu. Và số 4, tangina. Hán tự là chữ đơn và chữ thuần, có nghĩa là đơn giản, không phù hợp. Tiếp theo chúng ta sang môn đai cuối cùng của phần từ vựng. Môn đai số 6 là môn đai cách dùng từ. Câu 26 này, người ta cho từ yabureru. Đây, yabureru. Thực ra từ này nếu mà gọi là học ấy thì các bạn được học từ N4 rồi. N4 đã được học cái từ này ở trong cái bài nói về các tự động từ ấy. Từ này nó nghĩa là gì đấy? Nó nghĩa là rách, đúng nhỉ? Nó dùng cho những cái vật mỏng chẳng hạn như là vải, giấy. Đấy, chúng ta sẽ căn cứ đấy để lựa chọn nhé. Câu 1 này, người ta nói gì nhỉ? Tại vì gió mạnh thổi mà cành cây, đúng không? Đấy, cành cây trong vườn ấy, rất là nhiều cành đã bị rách thì không thể dùng cái từ này được. Hiên tổ của chúng ta là cành cây, thì cành cây phải là cành cây bị gãy chứ không phải là bị rách đúng không? Cái này bạn sửa thành ODT nhá, ODD là phù hợp này. Câu 2 là gì nhỉ? Sau khi tôi làm sao? Sau khi tôi nhồi nhét một cách quá mức những cái gì nhỉ? Những cái hộp to vào trong cái túi giấy đấy, thì cái gì? Thì cái mép của túi nó bị rách, chính xác đúng không? Các bạn thấy có dấu hiệu là đây túi giấy này, đây, mép túi bị rách là phù hợp, đúng đây phải là số 2. Câu số 3. Tôi đã mua một cái cốc bằng plastic, bằng nhựa, để dù đánh rơi nó cũng không bị rách. Nếu mà nhựa thì chúng ta phải dùng là bị vỡ đúng không? Cái này phải là guarenai. Câu 4 này, Namamono là gì đây nhỉ? Yabure nai yoni rezo ko ni irete hozon shite kudasai. Những cái đồ tươi sống ấy thì hãy cho vào tủ lạnh bảo quản để nó không bị rách, không phải đúng không? Với đồ tươi sống thì chúng ta phải nói là để nó không bị làm sao, để nó không bị ôi thiêu đúng không? Có thể dùng từ từ saranai đấy, hoặc là dùng từ itamanai cũng được. Đấy, thì mới đúng nhá. Tiếp theo câu số 27. Chữ Hán là chữ hạn và chữ định. Từ này đọc là gente. Gente nó có nghĩa là giới hạn. Nhưng mà thông thường ấy nó sẽ thường đi kèm với công thức như sau này, đó là N O Suji là cái số từ chỉ số lượng. Đấy. Cộng với ni gente suru có nghĩa là người ta giới hạn cái n ở cái con số này. Đấy, chúng ta thử xem cái trường hợp nào phù hợp nhé. Câu 1 là gì nhỉ? Sau khi lên xe thì hãy xác nhận cái số chỗ ngồi ghi ở trên vé và hãy ngồi vào cái ghế đã được giới hạn, không phải đúng không? Trường hợp là đi xe có cái ghế người ta đánh cái số đấy và mình sẽ ngồi vào cái ghế người ta gọi là ghế gì nhỉ? Ghế đã định, đã chỉ định. Cái này chúng ta phải dùng từ CT mới đúng, chứ không phải dùng từ GNT. Câu số 2 này. Hôm nay bởi vì trời hơi lạnh, trời đã trở nên hơi lạnh một chút, cho nên tôi đã giới hạn cái nhiệt độ điều hòa ở mức cao. Không phải, đối với lại máy móc thì đặt ở nhiệt độ cao hay thấp chúng ta phải dùng từ cài đặt đúng không? Cài đặt thì sẽ là từ CT. Câu số 3 là kế hoạch ấy nó fujibun nano nhỉ, cái kế hoạch nó vẫn đang chưa ổn đấy, vậy mà lại giới hạn là có thể thực hiện được thì tôi nghĩ là quá sớm. Vậy cái này phải dùng từ gì mới hợp lý nhỉ? Cái này phải dùng từ dante nhá, có nghĩa là khẳng định, quả quyết. Kế hoạch thì chưa chưa ổn, chưa trọn vẹn, vậy mà lại quả quyết là
có thể thực hiện được, vậy là hơi sớm. Vậy thì chúng ta thấy là còn 4 thôi, đúng không nhỉ? Loại trừ hoặc là chúng ta thấy nó thỏa mãn đúng cấu trúc này. Kono pan wa hanbai su wo 20 go ni gente shiteru no de sugu ni ure kirete shimau. Cái bánh mì này ấy, bởi vì người ta đang giới hạn cái số lượng bán ra là 20 chiếc cho nên là ngay lập tức là bán hết. Đúng rồi, các bạn thấy theo đúng cấu trúc nhá, giới hạn cái gì đó đúng không? À, giới hạn cái số bán ra ở mức là 20 chiếc nên đúng nhất là yombang. Tiếp theo câu số 28. Câu 28 chúng ta có từ là iseni. Từ này thực ra là nó có Hán tự. Nhưng mà Hán tự là N1 cho nên có thể người ta không viết. Đây chữ Hán là chữ tè. Đấy, chúng ta có cái câu gọi là nhất tè phi, nghĩa là đồng loạt bay lên đấy. Thì iseni có nghĩa là đồng loạt cùng tiến hành hoạt động gì đó một cách đồng thời. Chúng ta cùng xem này. Sotsuyo no hi ni totta kinen shashin ni wa onaji class no seto ga iseni utsutte iru. Ở trong bức ảnh kỷ niệm chụp vào ngày tốt nghiệp ấy thì các bạn học sinh cùng lớp đã chụp, không phải là đã chụp đồng loạt đúng không? Mọi người họ trong một bức ảnh đấy, không phải là họ cùng nhau làm một hành động gì đó nhé, thì chúng ta không dùng từ iseni này được. Cái này chúng ta phải dùng từ gì? Chúng ta phải dùng zei, có nghĩa là toàn bộ mọi người đều được chụp ở trong một cái đó, hoặc một từ khó hơn là từ ichido. Câu số 2 này. Câu số 2 là cái bóng dáng những bọn trẻ, bóng dáng những đứa trẻ mà bóng dáng những đứa trẻ nhỏ chơi ở trong công viên đồng loạt, không ai nói là chơi đồng loạt đúng không, phải là chơi cùng nhau này, phải dùng từ isonic. Chơi cùng nhau ở trong công viên thì rất là đáng yêu. Câu số 3. Câu số 3 nó gần giống câu 1. Ngày mai, bởi vì gì đây nhỉ? Bởi vì cả gia đình được mời đến đám cưới của đứa cháu cho nên là rất là tanoshimi, rất là vui, rất là háo hức, rất là trông đợi. Tương tự nhá, cái này chúng ta cũng không dùng được từ iseni mà các bạn phải dùng từ zen này, và hoặc là từ ichido. Vậy chỉ còn 4 thôi. 4 là chính xác. Là gì nhỉ? Enso ga owaru to kankyaku wa budai ni mukatte issei ni ookina hakushu o okuta. Là sau khi cái màn biểu diễn nó kết thúc ấy thì khán giả đã hướng tới sân khấu và đồng loạt gửi tới những tràng pháo tay lớn. Đúng rồi. Rất nhiều người họ cùng làm một hành động, đúng không? Đúng, đây sẽ là yombang và chính xác. Câu số 29 là một câu về động từ. Các bạn có động từ này đọc là chirakasu. Chirakasu có nghĩa là làm vương vãi, làm tung tóe, làm bừa bộn. Chúng ta xem cái từ nào phù hợp này. Cho dù dọn phòng ấy nhưng mà đứa trẻ ngay lập tức nó làm vương vãi cái đồ chơi hay là sách vở ra. Đúng rồi, đúng là một nhá. Dấu hiệu của chúng ta là đây, làm vương vãi đồ chơi và sách vở. Câu 2 là gì nhỉ? Bởi vì cái cuốn video này nó dài cho nên tôi không xem một lần mà tôi làm vương vãi thành nhiều lần mà tôi xem. Không phải, cái này phải tôi chia đúng không? Tôi chia thành nhiều lần để tôi xem, dùng qua kê tê. Câu số 3 này. Yamashita ấy thì bao giờ cũng đi và làm vương vãi ra mùi nước hoa. Không phải, ý là người ta dùng nước hoa nhá, người ta xịt nước hoa và khi người ta đi người ta tỏa ra cái hương như vậy, thì chúng ta lại cũng không dùng từ chirakasu đấy. Đối với lại dạng nước hoa các bạn phải dùng từ động từ hanatsu này, hanachinagara, hoặc các bạn có thể dùng từ tadayoazeru có nghĩa là làm thoang thoảng, làm cái hương nó tỏa ra thì chính xác. Câu số 4 này là gì nhỉ? Trước khi cái buổi thuyết trình nó bắt đầu thì tôi đã làm vương vãi tài liệu cho từng người tham gia. Không phải, để tôi phát đúng không? Cái này phải dùng từ từ ba rự, từ ba tê mới đúng. Rồi chúng ta sang câu 30, cũng là câu cuối cùng của đề thi. Hán tự của chúng ta là chữ luận và chữ tranh, đúng nhỉ? Từ này đọc là đôn xô. Nó mang nghĩa theo kiểu như là
tranh luận, tranh cãi của tiếng Việt. Tiếng Việt mình là dùng là tranh luận, nhưng mà tiếng Nhật người ta lại dùng là luận tranh nhé, có nghĩa là tương tự, tương tự từ tranh luận đấy. Nó là số đông người đúng nhỉ, bàn bạc đưa ra cái ý kiến không giống nhau về một cái vấn đề gì đó. Chúng ta cùng xem câu số 1 này. Phỏng vấn tất cả mọi người kết thúc, bởi vì cái phần phỏng vấn mọi người, tất cả những người đến phỏng vấn đều đã hoàn tất rồi, cho nên là những cái người phỏng vấn ấy họ đã di chuyển sang một phòng khác để tranh cãi, không phải đúng không? Cái này chúng ta không phải mang nghĩa là tranh cãi, mà phải để làm sao đấy, để kên tô đúng nhỉ, đấy, để bàn bạc, để xem xét xem là lựa chọn ai bỏ ai thì mới dùng trong bối cảnh này phù hợp nhá. Câu số 2 này, câu số 2 là gì đây nhỉ? Bởi vì Mai đã ấy, đấy, cứ tranh cãi từng điều tôi nói, cho nên là gì đấy? Yari ni kukute komaru. À, mà, nghe thì có vẻ là phù hợp, nhưng mà không ai nói là tranh cãi với những điều mà tôi nói. Cái này phải là phản bác đúng không? Cái này có thể dùng từ handom. Handom là phản bác, hoặc là hantai cũng được. Cậu ta cứ phản phản bác bật lại từng điều tôi nói, cho nên là tôi thấy rất là khó để làm đúng nhỉ. Câu số 3 này, hai người kia ấy thì về vấn đề đó nhá, cứ lặp đi lặp lại cái tranh cãi và mãi vẫn chưa quyết định được. Đúng rồi, đúng là số 3. Hint tội của chúng ta đó là gì đây nhỉ? À, chưa quyết định được, chưa phân được cái lựa chọn cuối cùng, cái ý kiến cuối cùng là như thế nào. Và nữa, cái cụ cứ đi cái sự cũng đi với lại đôn xô nhá. Đấy. Câu số 4 này, hễ mà tôi tranh cãi với bố mẹ thì hai người họ lại lắng nghe một cách lại yên lặng, lắng nghe và cho tôi lời khuyên một cách rõ ràng. Không phải, từ thông thường từ đôn xô nó hay mang nghĩa tiêu cực, còn 4 đang mang nghĩa tích cực, nó không dùng được, phải dùng từ số đăng. Tức là khi mà tôi trao đổi thảo luận bàn bạc với bố mẹ thì bố mẹ lắng nghe tôi, cho tôi lời khuyên. Đấy, thì đúng đây phải là số 3. Thì chúng ta đã chữa xong cái đề này, các bạn hãy lưu ý thật kỹ các cái điểm mà các bạn còn đang sai để rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.